Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho những người có liên quan đến mua bán tại các chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Minh Khai, chợ hoa Mê Linh trên địa bàn quận, liên quan đến lịch trình ca nhiễm số 243 từ ngày 14 tháng 4. Trạm test nhanh cho các công dân đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao, phường Phúc Diễn. 30 cán bộ y tế cùng với tình nguyện viên Trường Đại học Y tế Công cộng đã triển khai hai bản lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả sau từ 10 đến 15 phút. Tại đây, cán bộ y tế lấy các thông tin liên quan đến lịch trình đi lại trong những ngày vừa qua rồi tiến hành kiểm tra xét nghiệm. Quy trình thực hiện diễn ra nhanh chóng, thuận lợi cho người dân. Thủ tục xét nghiệm rất nhanh gọn, rất là thuận tiện. Mình xét nghiệm âm tính. Còn bây giờ sau y tế thì mình có... Người ta yêu cầu là cách đi ở nhà theo dõi, nếu mà cần có sốt, là ho thì này đi lên trạm y tế thì kiểm tra lại. Trong 2 ngày qua, quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành xét nghiệm nhanh cho gần 500 công dân của 13 phường trong quận. Trong đó, phần lớn là người dân phường Tây Tựu, nơi được coi là thủ phủ trồng hoa của Hà Nội, với số đông người dân buôn bán tại chợ hoa Quảng Bá, Minh Khai và Mê Linh. Hiện nay thì kết quả trả lời cho các công dân đến lấy mẫu thì chúng tôi chưa ghi nhận cái trường hợp nào nghi ngờ hoặc là dương tính. Kết quả hoàn toàn vẫn là âm tính. Đây cũng là một cái điều đáng mừng cho quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn dặn các công dân về nhà vẫn phải tiếp tục theo tự giám sát sức khỏe và thông báo cho trạm y tế khi có những dấu hiệu bất thường như sốt, ho, khó thở có liên quan đến bệnh COVID. Việc triển khai test nhanh cho người dân trồng và kinh doanh hoa là cần thiết, bởi đây là nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm sau trường hợp bệnh nhân số 243.